Lam chưa về à? Làm muộn thế. Tôi vẫn chưa xong việc. Có việc gì không anh? Tôi chỉ muốn mời Lam đi ăn thôi. Có một vài việc tôi muốn trao đổi với Lam. Anh thông cảm. Hôm nay mẹ anh Vũ có mời tôi sang ăn tối. Hẹn anh hôm khác nhé. À, tôi quên mất là Lam chuẩn bị lấy chồng. Lam này, tôi rất mong có dịp sẽ được ngồi với phó phòng cảnh sát kinh tế. Nhờ Lam chuyển lời đến Vũ hộ tôi. Vâng, rất sẵn lòng. Giờ thì tôi phải về rồi. Anh làm cái gì đấy? Tôi sẽ chuyển lời khen của anh đến boss. Nhưng hình như ông ta thích nghe giải pháp hơn đấy. Đúng là túi khôn của tình nha. Khôn ăn người. Chính anh là người đã ép tôi phải làm việc này. Tôi biết. Anh đã lén lút vào phòng dượng tôi trong khi ông ấy đang đi hội thảo. Thằng Vũ bảo cô làm việc này đúng không? Và tôi cũng biết. Anh đang muốn giở trò bẩn thỉu với Hùng Đơn. Tôi sẽ không dừng lại đâu. Nếu cô làm thế là đang gián tiếp đưa dượng của cô vào tù đấy. Anh đừng có dọa. Tôi biết Dượng Hùng sẽ không bao giờ tham gia vào những trò khuất tất, nhất là vi phạm pháp luật. Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Lam nhớ gửi lời của tôi đến với Vũ.